mẹ may mà rớt trong này chứ rớt ngoài đường nó tưởng cái gì nó nhặt vội bỏ mẹ. Tóc đứng thẳng nên là cái cơ bụng này bây giờ nó đang như thế này đứng một đứng tí một bởi vậy không tông không phải đứng tí một mới được đó cứ chữa lên từ từ đó. Cho nó co giãn giống như bà cọc đây để bố quay lại để mai mốt con trai biết rồi báo hiếu mẹ. Mẹ có già yếu thì chỉ cần chăm sóc mẹ. Hai thằng nó sốc nách hai bên. Tao phải đuổi anh chồng về chứ không nó cười vậy. Tao cười biết là nó bục hết thương rồi. Cái phòng ra nó nói thôi em kêu chồng em về đi chứ. Ở đây mấy bọn chị cũng bục hết thương chết chết. Má nó tót mồ hôi hột đó nè. Đau quá nó tót mồ hôi. Tập đi. Nóng quá. Nóng quá. Tập nữa đi luôn. Đấy. Khu này nó ngủ mấy ngày rồi. Ôi, chứ nó không được gì đó. Cặp tuần này cô. Chưa được 2-4 tiếng ngủ tự đi hết rồi đấy chứ không phải là ngồi tập thế này đâu. Việt Nam có một mình cô thôi cô ạ. Không tập là chết á. Đây là cô đi, bạn của mẹ. Đấy. Đang bị toát mồ hôi. Cứ đi đi em. Xíu lên á, xíu nữa. Chóng luôn á. Cô Ly làm đã về rồi à? À, 12 giờ rồi. Cô Ly có ăn cơm để như mua cơm ăn luôn. Ăn luôn. Ăn nhà rồi. Mà em biết cô nương này ăn món gì, ăn gì đi tranh thủ ngủ. Còn lúc cô Ly vô ở đây, bố đi bố mua. Ăn gì? Con chẳng biết phải ăn gì để nó đi mua. Đã vậy thì đứa này còn ham bố đẹp. Thích đứa con gái nữa. Phải coi như cố gắng bằng cô Ly chứ. Con trai con gái. Mẹ thế người ta mới phong bà mẹ Việt Nam anh hùng chứ ai mà được ông bố đâu. Làm gì có ông bố nào anh hùng. Ông bố toàn là hèn nhát không. Ngoại đâu? Bây giờ ăn gì đây cô nương? Tí nữa con cháu cũng đưa lên cái bút cho chết đi. Tung YouTube. Ăn gì? Cháo hay là súp cua? Cua cho nó mau liền vết mổ. Súp cua làm sao mau liền được? Đây là cô Ly tới chơi với mẹ và thăm Rio. Chết thôi là nhà cô Ly bữa nay ông bà già còn làm lúa nữa. Ông bà già còn làm lúa nữa. Trồng lúa. Con lúa. Mì, còn cơm. Mấy cái phân hồi. Về hai